trước. Fabian có cho mình Legion Commander, CQ cầm Lina, Innocent cầm Lick để đi cùng với Zac. Và Nothing to Say sẽ có Magnus. Phía bên kia thì sẽ là một con Sven dành cho Erika. Ori cầm Void Spirit, PYW cầm Gwyn. DY sẽ là người chơi Omni và lại là Bloodseeker dành cho O11. Ở cái đấu này thì cảm giác là Sven hơi khó chơi. Rõ ràng là cái lựa chọn Legion Commander là để khóa chặt anh ta. Kể cả Void Spirit cũng vậy luôn. Bây giờ Sven có một vấn đề, đó là anh ta thường phải bật cái BKB này sau khi mà anh ta vừa lao vào là anh ta bật luôn. Nếu không thì LC sẽ lao vào đua và anh ta chết luôn. Nên là anh nghĩ rằng là trận đấu này Sven rất là khó chơi đấy. Thường thì em sẽ cố gắng sử dụng cái BKB để ném một vài skill, nhưng mà đối phương thì cầm LC nên là em chỉ có bật luôn thôi. Em mà không bật luôn là em chết. Bây giờ mà không bật luôn xong rồi Lina với cả Lick xô vào giật thêm những cái skill đam phép thì là chết luôn. Laguna này trên Ford này, xong thêm quả Juggernaut chém Omislat. Đây là một game đấu khó dành cho Sven. Nhưng mà chúng ta đang không biết một điều, đó là Fabian có chơi LC hay như là Boxy làm ngày hôm qua không? Đúng rồi. Ngày hôm qua thì Boxy chơi phải nói đỉnh cao luôn. Phong độ đấy, phong độ. Nhưng mà nói gì nói thì Fabian cũng là người vô địch TI. Boxy thì chưa. À, để xem nhá. Liệu phong độ sẽ lên tiếng đặc cấp của người vô địch TI sẽ mới là mãi mãi đây. Trong những người cũ của Wing Gaming, một đội tuyển mà mình rất là nhớ. Họ vô địch TI với một trận chung kết và đánh tất cả các trận đấu họ đều chơi những hero khác nhau. Một đội tuyển không chơi theo meta, khá là giống với phong cách chơi của OG đấy. Đâu. Họ tạo nên meta. OG thì có con IO carry, đến bây giờ thì vẫn nhiều team dùng lại. Còn các thành viên bên phía của Wing thì nói thật anh em ạ, tôi không thấy cái meta nào trong cái lối ban pick của họ cả. Là cứ ai thích chơi con gì thì là pick thôi, tận dụng cái lợi thế tay to. Phết biển sẽ là người đi lên gặp một số van. Trên này thì chúng ta có Juggernaut đi lên Bloodshaker, Windranger. Thêm cả vị trí của DY nữa, có lẽ là anh ta cũng những người Trung Quốc mà đánh cẩn thận thôi, sẽ không di chuyển ra contest cái rune bounty làm gì cho nó mệt. Lick sau khi mà di chuyển hỗ trợ cắm mắt xong nó sẽ là quay về. Có một cái Frostbite, một cái lúc đầu thì Lick sẽ là tăng 1 rồi, ít khi tăng 2. Sự cứu hai nó bị sửa rất là nhiều rồi, đam yếu hơn. Bây giờ level 1 lựa chọn chuẩn nhất vẫn là tăng 1. The battle begins. Cứ đi theo một lát đối phương đến chết thôi. Đã bị làm chậm, Win Wax sủi lùa. Biết rằng đối phương, nếu mà mình không chạy đi, đối phương sẽ xoay kiếm. Nên là P1W bật luôn Win Run lên. Level 1 mà tăng Win Run này thì chết sẽ không có lợi. Nhưng bù lại thì anh ta sẽ không sợ những tình huống mà Zac tiếp cận vào để có thể xoay kiếm. Ok, cũng được, anh nghĩ là không quá tệ. Thường thì level 1 anh sẽ cố gắng tăng 2, nếu mà được thì cố gắng tăng 2. Bảo sót đầu game, cái lượng sát thương rất là mạnh. Cái mục tiêu đầu tiên dính thì thôi đấy. Chủ động nếu mà tăng 2 thì đánh 2 sẽ không sử dụng chạy. Thì anh ta có thể bị chết. Mẹ vòng ra mà bị thiếu LCD né khá dẻo. Tâm hơn cái việc farm thôi. Với mid này thì Nothing to Say. Cả mặt có gì nữa. Level 1 khu vực lên mid, Ori có thêm 3 creep rồi. Level 1 xây thì sẽ là lợi thế hơn thôi. Anh ta có lượng đạp tay to, mang được lượng từ strength. Một cú flashback từ game 1 đúng không? Đúng rồi. Khi mà chúng ta lại thấy hai hero này mid, mà có vẻ như là Ori đang là người có lợi thế hơn về lượng máu. Check xuống lane bot nào. Trận này thì chúng ta sẽ không có một Taki nhảy vào đầu của Erika nữa. Game trước thì quả lú quá. Vừa mới gọi là ra lên, chưa hit được con clip nào, tự nhiên là thấy thằng Ankira nó nhảy ngay vào đầu Alonso. Thế là quả đấy chết luôn đúng không? Chết luôn mà. Phình vừa ra lên chết luôn. Rất đen, đây thì lại bị mắt mất gà. Và CQ có làm con gà nữa hay không đây? Chỉ là một gà là cho thiếu CQ thôi. Thể hiện là một người chơi rất khó chịu vị trí support số 4. Phết biển.
sau trận đấu này thì chúng ta sẽ được theo dõi Elephant và Aster. Đây là một trong những trận đấu mà để chọn ra một người đi tiếp để vào trận chung kết nhanh thắng. Và trận đấu tiếp theo là trận đấu Elephant và Aster để chọn ra thêm một người nữa. Trận đấu này chúng ta có 6 người vào playoff các bạn ạ. Hai team ở dưới gánh thua thì đó là vị trí của IG. IG là một. Người thứ hai thì anh đang cố gắng nhớ lại, hình như là Iho. Ừ đúng rồi, Iho. 6 team. 6 team vào trong playoff. À, giải đấu này thì IG đang là đội tuyển gây bất ngờ nhiều nhất. Nhưng mà lại đang ở nhánh thua. Họ vào nhánh thua là đã gây bất ngờ đấy anh ạ. Chứ còn bình thường thì IG không bao giờ bước chân được vào playoff. IG 2020 thì siêu yếu, nhưng mà lần này thì họ có cho mình chiến thắng trước cả đội tuyển là Elephant nữa. Wow, rất bất ngờ. Nghe có vẻ áo của nam nhỉ. Elephant thì mặc dù là không được theo dõi nhưng mà nghe phong vanh là thấy bảo là nghe cũng đầm đúng không, cũng đầm máy đấy. Niềm hy vọng của người Trung Quốc chai là lát hôm họ lập ra cái team đấy là để cố gắng vô địch TI sau những cái năm đầu hộp. Và bây giờ thì đó là mạng dành cho trang O11. Có vẻ như là Eleven, à chính xác hơn là Innocent, có một pha di chuyển hơi hơ hênh để cho bị dính sách cổ, sau đó là vẽ vòng thôi. Trận đấu này thì P1W đang tăng điểm khá giống cái đấu đầu tiên. Level 3, có cả 3 spell. Bây giờ thì hơn level đối phương rồi, chết hit thì sẽ thắng là vị trí của Innocent thôi. 21 crit farm được, trong khi đó Juggernaut lại không hề kém cạnh không chút nào. Nghĩa Juggernaut mà có lick thì đèn không thua quá được. Nên nhớ năm nay là năm kỷ niệm với năm Dota đấy. Nên là rõ ràng là người Trung Quốc họ cũng muốn cái cột mốc này có dính dáng đến họ một tí. Ít ra là bây giờ chung kết tổng của TI10 thì phải có mặt Trung Quốc. Ừ, còn vô địch thì cứ cố đã, tính sau. Bây giờ phải vào được chung kết tổng đã, rồi mới vô địch được các bạn ạ. Năm nay thì Trung Quốc anh nghĩ là ba team ổn nhất chắc là VG thì anh không thích lắm, nhưng mà anh sẽ lựa chọn Elephant, LGD với cả Aster, ba team mà anh thấy là đang khá ổn ở khu vực Trung Quốc. Và Innocent lại nằm xuống thêm một lần nữa. Một lần nữa chết luôn. Con Lick là một cái con tướng mà nó khá là mỏng và anh ta liên tiếp đi quấy rối hai người đồng môn ở phía bên kia, thế là thôi. Không được nhỉ? Cứ thế là dồn vào thôi. Thấy mấy ông này ra là cũng ra quấy phá. Thôi thấy người ta ra thì lùi lại đi. Lần này anh ta chỉ cần giữ mạng cũng được fit quá được. Ông Eleven có cho mình level 5 rồi nha. Mà khi mà anh ta có 6 thì rất khó anh cho Ame để có thể chơi. Một cái Rapture vào người thôi, Ame không sủi được. Bounty thậm chí là đúng là người Trung Quốc anh em ạ, đánh cực kỳ cẩn thận, gọi cả Innocent xuống để chắc chắn lấy cho mình được hai cái bounty rồi bố. Bình thường thì anh hay đọc là Ame, nhưng mà hình như đọc chuẩn tiếng Anh thì hình như phải đọc là Amy đúng không? Amy thì nghe giống một ca sĩ ở Việt Nam quá. Bây giờ đọc là Ame đi. Ame để cho các bạn dễ phân biệt. Bây giờ thấy tôi cắt lại các bạn cứ bảo là tôi nhớ đến bạn nào đi cũng phải. Amy thì nếu anh nhớ không nhầm là hình như là cũng trùng luôn, hay là có khác một tí. Đâu, thêm một chữ E. À, thêm một chữ E à? Ừ. Nhưng mà đọc giống nhau đúng không? Giống nhau mà. Đọc là Amy. Phép biến lại làm luôn con gà, không hiểu sao anh ta có tình huống cắt cây trí đến thế. Cắt cây bắt ngay con gà của đối phương. PC Gaming thì họ dẫn mạng, nhưng mà các thành viên TSC LTD cũng không hề kém cạnh chút nào đâu. Ori, level 6 không kết thúc đi được vị trí Innocent. Vâng, phút thứ 6 mà chúng ta mới chỉ thấy một chút network nhỏ nhỏ nghiêng về bên phía của VG, không quá đáng kể. Trận đấu này thì như anh đã phân tích về tầm late game thì bên phía của LG tiếp tục là người chơi dễ hơn, có cho mình những cái ultimate không bắt tổng khỏe AV này, xong rồi cộng thêm một cái đua để có thể khóa chặt từ vị trí Sven nữa. Holy cũng vậy luôn, trận đấu này anh ta cũng chơi rất là cẩn thận. Thường thì Voice of Phoenix sẽ ít khi lên những món đồ để có thể chống cái đua như kiểu là Lincoln. Thế nên Đít thì anh nghĩ là cũng phải tùy, tùy game. Game này có thể lên được từ khi mà LGD đã mất đi vị trí của LC rồi. Có vẻ như là Phaeton hơi chủ quan. Rõ ràng là Ori còn ở gần đấy. Đúng. Và anh ta còn một lần Astral Step. Thế mà vẫn dí lên để cho đối phương chém một phát vào người. Thế là thôi.
để bị dúi vào nhanh quá. Lashaker với việc có 2 kill ở trên top, anh ta đang rất thoải mái và sạch sao. Không biệt, nó cũng chỉ là những cái trao đổi nhẹ đầu game, không có ảnh hưởng đến kết quả trận đấu này. Chết Vlad thì bên LP vẫn là người dễ chơi hơn. Còn Sven này anh nghĩ cần phải đánh khá là cẩn thận, cần đánh khéo đấy. Thì này y hệt game con hôm qua, cũng là một bên LC, một bên Sven. Mà LC nó cứ lên Berlin giáp phản với cả BKB thì không hiểu là cứu kiểu gì. Trận này thì cũng may là có Obidai. Đúng. Obidai này phải búp một cái GA lên. Nhưng mà GA thì có thể bị giải, nên là cũng chưa chắc. Bên phía OBG có thể cứu được team của Erika. Quan trọng nữa là khi mà duo lại được hoàn toàn cơ sở, ngồi thêm cái AP nữa. AP rồi Obi Slap. Rất nhiều thứ để có thể giết. Yêu cho mà. Giết một con Sven. Hai team này thì một phần là vì họ hiểu nhau quá. Đây là cái laning phase nó không có cách biệt quá lớn về cái việc farm. Đó là cần network. Có chăng là có cái chương trình hơn đến bên phía Blastseeker với việc là anh ta có vài bạn, hai bạn thì phải. Nào, đang ăn cho mình những bãi stack đến từ bên phía của anh chàng Ame rồi. Có vẻ như là muốn quay sang để bắt vào người của Win. Vì hớ và PW sẽ phải nằm xuống. Bắt chờ một người của Ame á, có gấu quá không? TP về luôn. Mất cho mình một ultimate rồi. Thôi thì cái pha đắp chờ đấy cũng làm cho Ame bị chậm lại. Anh ta về nhà, anh ta di chuyển đi bộ ra thì anh ta mất phải tầm 20 đến 30 giây. Thì nó cũng là một cái thời gian chết. Cũng được, anh nghĩ là tạo ổn, ngon rồi, chúng ta sẽ cơ được. Tại vì nhiệm vụ họp lên đó là làm cho carry farm chậm hơn. Bằng cách trực tiếp hay là gián tiếp thì đều được. Và bây giờ thì chủ động bắt vào người của Vettel. LC đứng quá cao. Innocent có mặt để có thể tạm thời búc Thiên lên. Nhưng mà anh chàng LC đã dính sách cổ rồi. Thêm một lần power shot và tạm biệt Legion Commander. Một hit chém cuối cùng nào. Nhưng mà anh ta chạy nhanh quá, LC làm trong những con đường chạy rất nhanh. Và có vẻ như Vettel anh ta di chuyển trong hơi buồn cười. Em thấy không? Cái khoảng cây đấy thì đáng lẽ là anh ta phải dùng cái rìu để chặt bớt đi rồi mới chạy vào. Nhưng mà ông lại đánh chạy sang phải, chạy sang trái á. Nhìn chán. Trông không tí nhá, trông không tí nhá, bắt đầu thấy sự không tí rồi. Erika mà ai. Dù gì đi chăng nữa thì bây giờ thì họ cũng đã có trong mạng rồi. Chạy tốt. Trái chạy phải, trái hiểu kiểu gì. Eleven định chạy đi nhưng mà sủi đi đâu. Laguna Blade cũng đã dí vào đầu và đó là mạng này cho cái thằng kia đeo gì đi. Bắt được đối phương rồi nhưng mà cũng mất đi mạng coi. Ồ, scout ra được một bãi Asian khá to, khá to. Tiếp tục sờ tách, tiếp tục sờ tách. Không biết là PW có muốn block cái cam này không? Nó không cần block, tại vì nó cũng quay sang một tí vào người Win rồi. Nào, một bãi stack khá to. Và nếu mà Sven mà cướp được thì thôi, tuyệt vời. Vấn đề duy nhất đó là đây không phải là khoảng đường đến từ bên phía VG. Nên là di chuyển vào đấy thì Sven ít ra là anh đã phải có một cái mặt nó điên đã. Chứ tầm này mà lao vào mỗi cái gốt sờ trang lên chém thì chậm lắm. Không được. Phải có thêm một cái mặt nó điên. Vẫn thiếu tiền. Và có vẻ như Zack sẽ là người ăn trước thôi. LC đang di chuyển vào để có thể hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Nhưng Innocent đã phải đập xuống. Đang có lợi thế người đến từ bên phía của VG. Và GA đã búp lên gần như là Omislat không có tác dụng gì cả. Thôi xong rồi. Vậy là anh chàng AV phải di chuyển về bằng cái Blade Fury. Nhưng mà những bãi cam đã bị lầu. Quá đáng tiếc. Ăn nốt cả những cái bãi bên cạnh luôn đến từ vị trí Erika. Nếu anh nhớ không nhầm là trước khi mà chúng ta nhìn thấy Sven chạy vào đây là những bãi cam đã bị ăn rồi. Thì tức là Zack đã ăn được một chút. Được đấy, không phải là quá tệ đâu. Hình như là anh ta cũng kịp ăn khoảng tầm 2/3. Và chỉ rồi. Để cho bên kia ăn được thêm một vài con rồng nhỏ thôi. Được. Không quá đen dành cho bên phía của LGB. Zack đã kịp ăn. Lượng tiền vẫn có trong tay AB và trận đấu này nghĩ anh ta sẽ lại là MKB. Đúng rồi, Sven chỉ ăn được mỗi con rồng. Không đáng kể. Radiant's middle tower is under attack. Giới bốt này thì phép biển anh ta vẫn chưa có cho mình bất kỳ một điểm duo chiến thắng nào. Có lẽ là chỉ cần đua được Sven bật thêm cái giáp phản thôi đã là chiến thắng rồi. Không cần nhất thiết là phải có điểm đam. Giáp phản trước, Blink sau. Khá giống với cả lối lên đồ của Boxy ngày hôm qua. Hay là hôm qua Phê Bình cũng xem trận đấu đấy nhỉ?
bắt chước thôi. Có khi là bốc đi xem phép tiền này. Cách nhanh nhất để giỏi là bắt chước người khác em ạ. Chiến thôi, vòng sau đến từ Ori rất nhanh chóng. Thế là AB về được. Còn lại Lina thì thôi. Nó vào nhanh và nó đã 7-3 cho các thành viên VC Gaming. Trận đấu này thì VC tiếp tục có một vấn đề là họ không có một cái gì để xuyên qua Black Fury cả. Thấy đối phương xoay kiếm một cái là thôi. Cứ nhìn đấy mà teleport về. Không làm gì được. Tí nữa mà cùng lắm là Erika lên một cái Abyssal Blade thì may ra. Chứ không, tầm này chả có gì. Dưới bot PYW đang quay bởi ba người và muốn đua hay không, mở giáp gai lên đua. Em bị quen không? Cũng là PYW và cũng là băng đơn, cũng AP luôn. Kiểu không tiếc luôn các bạn ạ. Đối phương là một con support. Wow, vẫn giết bằng được. Một phần là vì anh ta cũng đang có Luna Kane nữa. Cái khoảng thời gian cooldown cái AP nó khá là nhanh thì anh ta quyết định được luôn. Bây giờ đôi khi ở trong cái khu vực trụ mà mình Kovac lằng nhằng quá, đối phương mãi cũng chết thì mình lại người thất thế, không được. Thì mình backup chỗ nào đấy. Người tàu đánh chắc nhở? Chắc thế, chắc quá. Đấy, cái trận mà cảm giác không có tách chi. Nên là chính ra nhá, lắm lúc anh thích xem Digma hơn là mình như vậy. Kiểu cảm giác có những sự không chắc chắn ở trong những pha di chuyển thì nó sẽ làm cho người xem hồi hộp. Chứ còn nếu mà cứ đánh chắc cú như này thì tất nhiên thì nó đúng các bạn ạ, đúng lý thuyết. Đúng lý thuyết và ít fan anh em ạ. Đây là kiểu secret này. Họ không giao tranh khi mà tỷ lệ thắng dưới 50%. Đúng. Ít nhất phải nắm được 50-60% tỷ lệ thắng thì họ mới giao tranh. Mà đấy là bây giờ là còn 50-60% nhá. Ngày xưa cứ 8-90 thì mới đánh nhau. Ở Việt Nam thì khá là giống kiểu chơi của một người đã từng GoPro đấy. Đó là Tài Fulime. Tài Fulime anh nhớ là cái hồi mà Tài mới chơi cũng thế. Cũng là một kiểu chơi cực kỳ chắc chắn. Tức là anh ta chỉ cần thấy cô mắt thấy sống cái là anh ta đi về luôn. Kệ đồng đội làm gì làm. Không biết bây giờ Tài như nào rồi, chứ còn ngày xưa là như vậy các bạn ạ. Mà hồi đấy mà cứ thấy đồng đội lao vào mấy cô bát kiểu gọi là người ta gọi là ngốc nghếch là thôi, là Tài còn quay sang chửi các thứ. Qua chửi luôn. Đúng. Bây giờ thì chắc là đỡ hơn rồi. Phép biển đang muốn lựa chọn cho mình một mục tiêu đua 1.500 tiền trên người rồi. Bây giờ mà kiếm một mục tiêu vẫn ngon được khoảng 200-300 tiền. Ấn êm để cho phép biển. Ultimate trên người Zack đã cooldown xong. Các thành viên phía team PSG họ muốn di chuyển vào combat hay không đây. Đây rồi, đấm smoke lên. Có smoke. Nhưng mà chưa có Blink đến từ LC. Họ đang chủ động chơi 4 người thôi. À không, vừa nói xong thì Zack cũng teleport lên top. Họ muốn là sau khi có mắt xong họ sẽ có trụ. Vậy và đây thì O11. Vâng, đi thẳng về nhà nhưng ăn ngay một AP vào mồm. LC đã sẵn sàng đua rồi. Vẫn chắc là lần nhỏ đã biến được lát thôi. Xây ở đâu ra ấy nhở? Lính thẳng luôn và bây giờ thì Omni Slash dùng rất nhiều nhưng mà lượng sát thương thì là chưa có. Một cái GA nó giải quyết tất cả nhưng bây giờ thì không có Guardian Angel nữa rồi. Đánh được hay không đây? Vẫn còn Nostrel trên người Sven. Chưa không, chơi hiệp 2. Sven muốn phạm. Sven là một con hero mà nó kỵ cái chuyện đánh nhau tầm 15 phút này lắm. Phải đến tầm 25 phút. Nào xem cho anh Sven đang có đồ gì rồi. Mà đã điên Eco cũng được này. Tầm này có thể cố gắng sử dụng cái Ghost Gem một lần. Khi mà đối phương đã vừa hết AP thì đây là thời điểm quá thích hợp. Nhưng mà vấn đề là Erika mất hơi nhiều thời gian để chạy đến. Và Faber đã có cái khoảng tham binh để lùi lại. Cộng với việc là có giáp bằng nữa. Và có vẻ như là bên phía của VC mình hớ rồi. Ôi Mojojo trông cái tên nó hơi buồn cười. Nhưng bây giờ anh ta vẫn chém trên vị trí của Đào Thích Tung Sầy. Đang xoay kiếm ngược lại. Có hồi máu đến Purification và anh ta kịp lùi về. Trong khi đó thì Bloodsucker đến mà chém bo với cả một con Zack là không hay. Và được Queen đã bị giữ chân lại. Một đổi một dành cho cả hai phía. Nhưng mà chung quy lại VC Gaming vẫn là người lãi hơn khi mà lấy một support đổi lấy một Hero Dimit. Đi ngoài cũng sẽ là sủi về thành công thôi. VC Gaming và combat mà họ đã làm rất tốt trong tình huống vừa rồi. Sven vẫn lên farm mà thực sự tầm này nó cứ bị kiểu đứng đuối đồ ấy. Không biết anh ta đủ đồ để có thể đánh nhau đâu. Một cái Echo, một cái bây giờ thêm một đồ nữa đi. Thêm một đồ nữa đi. Bây giờ trông nó cứ bị kiểu giữa giữa các bạn ạ. Nó chưa chín hẳn. Mà nó không phải là non à... Tái. Server tái.
Bây giờ cứ farm thôi bạn ơi, đánh nhau làm cái gì. Bao giờ dừ như suốt vang rồi mình ăn sau cũng được. Đây thì lại là đi ngoài. Và đó là một cú đẩy từ Dumping to save. Tiếp tục là có duo luôn và tôi tạm biệt đi ngoài. Lúc đấy đen cho LC là đi ngoài đang búp cái Heavenly Play. Thế là thời gian duo bị giảm một nửa. Chả được bao nhiêu. Cô đi vẫn giết được. Kèo solo farm đến từ một con Dragonon và cả một Sven nữa. Trận này Dragonon tiếp tục lên MKB thôi. Anh ta không cần trận có, em nghĩ vẫn sẽ là một cái MKB gậy xanh khi mà đối đầu có Omikunai. Chọn là hợp lý thôi. Sven cũng có Google Grind nữa, giảm đi rất nhiều sát thương vật lý. Bây giờ thì Innocent bị bắt vào, sát thương rồi vào là đủ kết thúc bị mạo Innocent. Ame thì vẫn sẽ lùi về thành công thôi. Em nghĩ là một tình huống Layla cứu chúa ổn. Pha di chuyển vừa rồi Innocent chủ yếu là để check xem đối phương có đứng ở đấy không, để cho Ame có thể là farm ổn. MKB đã hoàn thành một phút thứ 17. Wow. Lời siêu giàu cần là có, khó là mua. Ori đã di chuyển đến top rồi, phía sau chỉ có Last Shaker không muốn đẩy mình lên thì nó thành to say đâu, quá mạo hiểm. LC tầm này đang có Blink rồi đúng không? Đang có Blink rồi. Bây giờ thì có thể chủ động bị bắt vào cái con Void Spirit này. Em bay đâu đấy? Void Spirit. Xem nào, Ori đang có bao nhiêu máu? 1.500 máu. 1.500 máu. Cảm giác là nếu mà chỉ LC chay ở thời điểm hiện đại thôi thì nó sẽ thiếu thiếu một chút đấy. Chưa đủ. Tại vì LC mới chỉ đua thắng vài lần. Cái lượng sát thương hiện tại của anh ta không nhiều. 30 đam không nhiều. Có nghĩa phải thêm một cái Laguna nữa thì đủ. Bây giờ kể cả là có giáp phản cũng không đủ. Anh nghĩ là phải thêm một chút đam đi. Một là đến từ đồng đội, hai là đến từ chính bản thân anh ta. Nào, Obi đẩy hơi sâu. Tại sao lại như vậy? Đối phương có Legion Commander mà. Ném cả trên phót ra để giết bằng được luôn. Thực sự là một pha di chuyển quá hớ hênh. Đồng ý là đội anh ta đang đứng ở gần, họ đang lao lên. Mình đã nằm xuống rồi. Giờ là 4 vs 5. Để xem là Sven có thể làm gì không. Cái giáp băng đang cho thấy sự khó chịu của nó. Nhưng mà Fiven sẽ phải nằm thôi. Đã kịp chém bất tường cái máu của Mitozo. Và bây giờ thì có thêm Obi Slash nữa. AP được, nhưng mà lượng sát thương là không nhiều khi mà có Galugendo. Và giờ thì Sven đã quay ngược trở lại. Nhưng mà lại là giáp băng. Một cái skill nó quá khó chịu. Giảm đi hoàn toàn lượng sát thương vật lý. Và bây giờ thì kể cả P1Bill cũng đi rồi. Đó là combat chiến thắng dành cho bên phía của LGD Gaming. 40 máu còn sót lại trên người của AME. Không phải nói là một pha combat tuyệt vời từ Innocent. Cái giáp băng này nó giảm đi 60% sát thương vật lý vào người. Nó là quá nhiều. Một con số quá lớn các bạn ạ. Bây giờ Sven chỉ cần nhìn thấy cái khiết băng cái la té. Quay thôi. Không có đánh đùng gì cả. Không còn ý chí mà đánh đấm thì có MKB đã có rồi. Thì có Omni Slash vừa rồi thì chưa có MKB rồi. Nhưng bây giờ thì liệu là có chơi được hay không. Đây liên tục chặt chém người đối phương. Cú vòng sau đến từ vị trí của Innocent. Và đây thì đó là xin kill lao lên đến solo kill. Nhưng mà đây phép biến mở ra ngay lao nặng. Ôi ông làm tự lốc bản thân mình lên để có thể cancel tình huống duo này. Nhưng họ vẫn muốn bắt vào xin kill ư. Có duo hay không đây, duo vào rồi. Và lượng sát thương dồn vào là chưa đủ khi mà anh ta bị stun lại. Và Ori khó để có thể di chuyển về được rồi. Khi mà Ame cũng đã bị tưởng giảm stun rồi, đập rất đau từ vị trí của Serpent. Còn Osa thì chưa ăn xong, các thành viên phía LGD vỡ vụn cho vào combat này rồi. Dumping to say. Có lẽ là chạy với cả 5 người thì nghe chừng hơi khó. Silent đặt dưới chân rồi, thêm stun, thêm shackle. Và đó là một pha giết bốn luôn đến từ các thành viên của VC Gaming. Lần này thì LGD đã hơi với rồi. Pha combat trước đó, họ bắt được Ori một phần là vì Ori đang đứng một mình. Ori không sự backup đến từ bên kia Omidai. Chứ còn lần này thì câu chuyện đã khác, đi ngoài có mặt hồi máu bằng Purification, sau đó là Heavenly Play. Ori đã trở nên trâu chó hơn và anh ta đã tanh được cái duo đấy. Sau đó thì anh ta câu kéo rất là nhiều cái sự chú ý đến từ bên phía LGD và Sven, chỉ cần tranh thủ thôi. Nào vào stun 2 và chém chết. Thậm chí không dùng đến Ghost Gen luôn. Cô bắt đấy anh ta không cần dùng. Chưa kịp phun nóng xong nên là chỉ có chém tay thôi. Vâng, vừa với cô bắt chiến thắng thì LGD lại thua luôn. Đúng là về ông Tàu. Không hiểu kiểu gì. Tao bay nhanh quá anh ạ. LC mở giáp gai lên lao vào. Nhưng mà tại sao mở giáp gai trước? Pha đấy LC cũng hớ. Đúng. Đua thì lại bị Magnus đẩy đi. Thế là bị chậm nhịp. Bây giờ đua thì đối phương đứng ngay cạnh mình thì mới đánh được. Đây ông lại đẩy đi đánh cái gì? Đối phương không tự gõ vào cái giáp phản thì cái lượng đam LC sẽ bị thiếu thốn đi rất nhiều. Ở đây thì PYW.
Ấy thôi xong rồi biết vị chạm trí mặt giang hồ. Hôn gió đổ mang. Nhưng mà xong rồi. Sách cổ được. Power shot không tăng. Con win anh ta bắt 1-2-3 thôi. Không thể tăng cho mình ultimate làm gì cả. Bây giờ mới tăng này. Ok, một điểm. Lối chơi cũng khá là dị nhở. Một phần cũng đúng. Tại vì trận đấu này Pinguin đang lên một cái blink. Đúng rồi. Anh ta không hề có lượng sát thương tay nhiều. Nếu mà em lên một cái bố xét hoặc là một cái ít nhiều cũng phải là một cái javelin đi thì mới có đam vào cái focus fire. Chứ còn bây giờ em lên bờ linh thì đam đâu. Nên là không tăng luôn. Bạn không có thấm đâu mà tăng. Đây là con pin đánh theo kiểu bờ linh này ạ. Playmaker, đây là playmaker. Tức là anh ta sẽ tạo những cái disable, tạo cái sự chú ý cho đồng đội thôi. Đúng rồi. Chứ còn anh ta cũng không điều đam. Đam chủ yếu đến từ cái power shot là chính. Không điều đam nhiều. Đang có một cú tăng hình ở đây, bắt vào ai. Ôi nhưng mà ở đây có Senti. Đạt Thịnh Cục Xây đang chờ đợi để cái AP này. Có AP ở cổng đầy. Đó chỉ là một cú hôn gió thôi. Và ngay lập tức có lốc lên. Và giờ thì AP luôn. Nhưng mà tại sao không đợi? À đây rồi. Vì đối phương có cho mình kia đây ghi. Giờ thì Faber mới sử dụng đùa. Thôi rồi. GA được bật lên. Liệu có cứu đổi? Tôi nghĩ rằng nó sẽ có thể đây. Đây Phượng đây vẫn còn. Vẫn còn mà nè. Mà không được rồi, Ori hai lần cắt mặt ra anh ta về được. Ôi, nothing to say. Có vẻ như là LGD. Hình như là Lina đã quên mất. Anh ta nên trên stun chuẩn chút. Lúc đấy thì hơi vội. Tự nhiên lại thấy LC đua một phát là anh ta cũng survive hết bộ skill mình ra luôn. Không giữ lại những cái disable. Cái gậy lốc thì dùng trước rồi nên là không giải được cái GA. Rất là tiếc. Không trách được em ạ, không trách được. Tại vì lúc anh ta dùng cái lốc trước rồi. Đúng rồi. Nếu mà anh ta chưa dùng cái lốc cơ thì anh ta sẽ là người giải đi cái GA đấy. Nhưng mà anh ta dùng rồi thì thôi. Ok. Chấp nhận thôi các bạn ạ. Không gì để giải cả. Có mỗi cái gậy lốc của Lina. Và để đi tương đối xa. Bây giờ phép biển có cho mình đua rồi. Blink vào đua. Đua ai cũng đi quay ạ. Và bây giờ thì di chuyển vào lượng sát thương ra rất lớn đến từ chiếc sờ vẹn và đập chết luôn con LC. Ôi nhảy vào clip và con clip chết luôn. Bây giờ thì Zagnon bị bắn vào. Tuy là lượng sát thương được giảm đi bởi cái Fossil nhưng bây giờ thì anh ta vẫn phải chết thôi. Erika một phút và sẽ là phút thứ hai của tạm biệt Tina. Chạy với chúng tôi này. Killing spree dành cho bị ngoài đặc đi. Pha đấy có chắc chắc hàm bị đen. Rõ ràng là cái dốc của anh ta cứ vào những cái thời điểm cận kề mùa TA như này là anh ta sẽ đen. Thì lại dúi Slash vào con clip. Vâng, đang chém Obi Slash vào người Sylvan các bạn ạ. Tự nhiên lại nhảy sang con clip xong mất luôn. Clip chết luôn mà. Nhạc đầu tiên chết luôn clip thì nó mới mất. Quá nhọ. Erika 16 trên người rồi, trên công lạc. Bắt hớm tôi xong rồi đây. Có lẽ là một đều thôi. Cái trận bóng bên dưới SEA Games họ đã chủ động hơn rất nhiều. Vâng, một game đấu mà từ sau cái combat LGD thắng ăn được 4 mạng thì họ thua một mạch luôn. Đúng là đồ tà tàu. Cứ ngỡ rằng với LGD chúng ta sẽ không có game 3. Câu chuyện ở đây là gì? LC này không thăng hoa như LC ở Boxy nhỉ? Đúng, LC này hơi đen này. LC này giống như là PKB nữa. Anh ta bị khống chế tương đối nhiều. Phép biển không có cái khoảng để có thể gọi là đứng chờ những người đồng đội mình tới đứng đam. Anh ta đã chết mất từ trước rồi. Không mà xem Boxy đánh cuốn bao nhiêu. Trận đấy xem cuốn thật các bạn ạ. Đua phát nào ra phát đấy. Nhưng LC này thì lại 25 phút 40 đam. Hơi ít, hơi ít. Thôi em ạ, không nên trách người ta. Lại trận đấu nó là một cái trận khác nhau mà. Lại một player maker. Khó rồi. Đây chính là lý do vì sao mà người ta ít khi chơi LC ở trong những trận đấu compare. Bởi vì đây là một trận con tướng mà nó chỉ có duy nhất hai kiểu thôi. Một là các bạn xanh, các bạn gánh cả team. Hai là các bạn phế lòi ra chả làm được cái gì cả. Cầm những cái con như kiểu Tanter thì em còn vào ra vết được không? Cầm con này em ra vết được gì? Đây, LC đi luôn kìa. Đi luôn. Ta có thêm cả vũ phải và lực này. Rất nhiều stream ở trên người. Anh em nhìn kìa, hơn 100 stream. Và cái lượng đam nó đang là 7 lốp đến từ vị trí của Erika. Nát trụ đâu cũng là vào đấy luôn. Frost Shield được bút ra nhưng mà
cái chuyện này có lẽ là cũng không chịu được quá lâu đâu. AWK bắt đầu đẩy lên rồi, không còn lời tê. Ôi Ame, anh đã kịp hồi lại lượng máu khi mà Pizzozo dính cho mình đó một cú lốc lên, và giờ thì có trên con ném ra, có vẻ như Gà là khá chuẩn rồi. Cũng đã chuẩn bị hết và sẽ là thời điểm để Zakharov có thể cắt cái bình Omnislap, và chắc chắn là Zeme sẽ lên bảng lên chỗ cùng với đó vị trí ngoài chàng Blastaker. Trong đó BYW cũng như đi qua chạy trốn chết rồi, liệu có về được không đây? Teleport ư? Có thể nào? Ồ, cú chơi đến con Zeme là vẫn chính ra. Hay, anh nghĩ rằng là tình huống đó vừa rồi bên BYW đã làm tốt, họ cầu kéo rất nhiều thời gian để cho cái GH nó hết đi rồi Zakharov mới cắt Omnislap. Đồ đánh rất tinh quái, mặc dù dính một chút tham minh của Galienzo thôi, nhưng mà Zakharov anh ta đã đi được đang trong combat này rồi. Với một cái MKB, với một cái sweep slash chém sẽ là rất đau. Đã có tuyệt kỹ alpha rồi, yên tâm, cảm giác trông yên tâm hơn. Cá hồi một chút nào, Edwin được kéo lại dành cho LGD, nhưng mà nó chưa phải là quá nhiều. 24-14, 8k net trình lên. Radiant's middle tower is under attack. À mẹ, ui, đây cũng có thể nói là một thanh thần kiếm này, Paladin Sword. Ít ra là nó cũng nhỉnh hơn so với Ring of Aquila. Item người chết thì cầm làm gì? Vẫn đang cầm để lấy mana. Đúng rồi. Đây rồi. Paladin Sword đang đến rồi. Cốp 3 được tìm thấy, và cái cốp này khả năng cao được cầm trong tay của Lick. Lick cũng được, hồn gió xa hơn. Cốp 3 đã cắt skill xa, xong có thể hỗ trợ cho những người đồng đội nữa. Ui, cẩn thận thế nhở? À vậy. Wow, mặc dù đứng ở một cái chỗ mà kiểu cảm giác rất an toàn rồi, vẫn bấm xoay xong rồi TP. Anh ta không tiếc gì 90 mana để bảo toàn cái mạng sống của mình cả. Em nghĩ thế là cũng hợp lý thôi, so với mấy ông EUCIS thì hơi liều quá. Phải video cổ anh ấy nói luôn, còn đi gần vào trụ với teleport nhé. Đi gần vào trụ địch teleport luôn, trời ơi, đấy. Thể hiện luôn. Thôi đấy, đông đánh cho đi. Xong rồi, Linken được hoàn thành. Và với cái Linken này thì gần như là LC, cái cơ hội để cho anh ta đua được vào người của Voice of Blitz sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Rất là khó đấy, bây giờ phải có người phá Linken hộ. LC thì không phá được rồi, trông đồ đạc thế này thì phá cái gì. Bây giờ có cái Heaven đi thì ok, chứ còn lên kiểu BKB thì thôi. Nhưng mà anh ta bắt buộc phải lên, bây giờ mà lên Heaven đồng đội lại chửi. Cái gì nhanh nhất để bút một người đối phương mà break đi cái Linked Sphere? Gậy lốc. Gậy lốc. Nhưng mà vấn đề là cái gậy lốc là cái không item để LC phá cái GA. Bây giờ đối phương bút GA thì em lốc lên là mất. Ui, chạm mặt giang hồ. Người có lợi thế hơn về Vision đó là bên phía của LGD. Nhưng mà Zakharov đang kịp gọi cho mình Healing Ward lên, đang bị dí vào, bị stun quá lâu bởi cái Senko. Và liệu là Zakharov chết chay luôn không? À về lại chết chay rồi. Và tiếp theo là vị trí của Faven mà thôi. Trói lại này, vẫn đó là 4 chém. Double kill dành cho Erika và Innocent chạy đầu đây. Không còn cơ hội rồi. Có lẽ là bên phía của team VC mình sẽ hướng đến khu vực trên top chắc. Họ đang muốn đẩy cái đàn creep này lên để cho có creep ở trên high ground, sau đó họ mới ra mid, đúng rồi. Để cho wave creep trên top đẩy cao đã. Dù sao thì Barak ở trên top nó vẫn còn. Nào, bây giờ không còn ai đẹp rồi, không biết là bên phía LCD đã bỏ cuộc chưa. Ơ, yeah, creep, creep, bây giờ mới đến bằng sinh tích minh đấy. Các bạn phải đợi bọn tôi. Có lẽ là bây giờ thua, xong. Nhưng mà anh nghĩ rằng là với chiến con số 27-30 này, chắc là LG vẫn cố thêm một lần nữa. Đúng rồi, họ sẽ cố thêm một cô bác nữa đi. Dota là như vậy, nó không phải là tựa game mà các bạn có thể cạnh FF được. FF dễ hàng không được. Anh có phè có cơ rồi ấy, nhưng mà bản thân các đội team không bao giờ muốn sát hai chữ này ra mà. Nhưng mà bây giờ tại sao ông ta tin tung dây? Anh ta làm cái gì vậy? Vâng, đồng đội còn chưa hồi sinh bạn ơi. Thôi xong rồi, 80 giây ngồi băng lịch. Đồng đội đang chuẩn bị ra rồi, ông ra ông chết trước. Cạn lời. Bây giờ anh nhìn cạnh em em. Vốt nha, anh em nhớ vốt. Bốn ông còn lại nhớ vốt đồng ý nha. Đồng cạnh em không được đâu. Vâng, đi về luôn. Và nếu mà LGD muốn tự hủy, họ có thể chạy thẳng vào hang Dosan. Còn đồ sàn 20 giây nữa sẽ hồi sinh, và khá chắc là bên phía của VG sẽ ăn thôi. VG vẫn đang đợi. Họ đoán rằng là con đồ sàn nó chỉ
loanh quanh cái khoảng này. Nào đúng là như vậy. Thời gian còn lại nó là bao nhiêu giây ở Khánh? 10 giây à? Em có thể chỉ vào cho anh được không? 7 giây. Ông định chuẩn từng giây luôn á. Vâng, chỉ đứng chờ đâu xa thôi. Ông đứng bên cạnh bấm giờ à? Cái quan trọng đây là thời gian random em ơi. Đúng. Cái này random nên là không đoán được đâu. Với hôm nay là chỉ có đứng canh thôi. Tại vì bây giờ không có việc gì làm. Đúng đúng. Đấy. Bây giờ tiền thì cũng mua Hyperstone cầm rồi. Không làm gì đâu. Tầm này thì farm gì nữa. Bây giờ là cá chiến thôi. Và sẽ là con Roshan để cho các thành viên một phía VC Game Bay. Lẽ là một trận chiến thắng mà không thể tránh khỏi cho VC rồi. Chúng ta sẽ có game 3. Bây giờ gần như là không còn một cơ sở nào để cho LGD có thể lật lại được 16k net chơi. Khó lắm các bạn ạ. Quá khó. Lúc đầu là anh đã ngờ ngợ. Không biết là cái ông LC là chơi có hay như ông LC hôm qua không? Biết ngay. Chết ngay. LC hôm qua chúng ta nhớ không nhầm, em nhớ không nhầm 180 đam đua. Có vậy 60 đam anh ạ. Hơi khiêm tốn bằng phần 3 vậy. Các ông pick lại line up cũ này. Lần này thì các ông làm gì có bom với Viper. LC không phải là lựa chọn mà em sẽ sử dụng phổ biến ở trong compa. Đây là một pick tình huống. Đánh AM, đánh với Sven em nghĩ là cũng hay sau ngày thi đấu vào bóng si. Nó cũng còn phụ thuộc nhiều bởi vì các thành viên LGD có đam follow đấy. Nhưng mà với cái việc mà follow đam bằng những cái ultimate ấy, thì lúc sau cũng không có gì để đánh cả. Ủa trường Blood Seeker kìa. Lên một cái Sola, lên một cái Lotus để búp vào người Sven. Thêm cả gậy lốc để có thể lốc đối phương lên. Nếu mà LC anh ta không bật BKB trong lúc đua. Wow. Tất cả những món đồ đều nhằm để cứu cái người bị đua rồi. Hai cái Lotus luôn cho nó cẩn thận. Thì YW thì lên một cái Orchid. Trận đấu này cũng phải công nhận BYW sách cổ chuẩn. Sách cổ cắt nào ra phần đây. Juggernaut toàn bị trói chân lên trên. Bây giờ mà một cái phút... Chắc là BYW có lấy talent cộng thêm thời gian stun đúng không? Check cho anh được không? Chắc có 0.8. Bây giờ cái thời gian stun nó sẽ là 4.6 giây. Ngày xưa cái này là 1 giây đấy. Cộng thêm 1 giây nhưng mà từ cái đợt mà tất cả talent bị nấp đi 20% thì thành 0.8. Cái 4.6 giây stun đó. Còn nếu các bạn không hề có một đồ gì giảm đi cái thời gian đấy thì chắc chắn nó sẽ là 4.6 luôn. Và quan trọng là nếu mà nó trúng hai người thì thôi. Hai người 4.6 nhân đôi lên. 8 giây. 4.6 nhân 2 bằng 8 cái thằng này. 9. 9.2 được chứ, khổ quá. Em tính gọi là hàng đơn vị thôi. Ở đây thì sẽ là vào những cái trụ thôi. VC Gaming lại là hết điều cả. Đặc yếu hơn quá nhiều. Mắc nớt của Juggernaut mà không snowball được game đấu thì là toàn. Giờ thì sẽ là những cố gắng cuối cùng đến những LGD. Cái gì thế này, gần như Lina không hề có cơ hội để phản kháng. Còn Juggernaut thì chắc là bị chém đến chết. Xoay nó chết luôn ạ. Hay thật sự Omi Slash rồi và Alok Sweep Slash. Chưa Omi Slash đâu, mới Sweep Slash thôi. Ở đây rồi.